Minh Tiến và Kiều Tiên kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cô động trong ngày đang được quan tâm. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, Công an Tây Ninh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tổng kiểm tra xử lý đối với các phương tiện vận tải hành khách và phương tiện vận tải hàng hóa bằng container. Đợt cao điểm chia thành hai giai đoạn, từ ngày 1 tháng 8 năm 2023 đến ngày 14 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh, Công an cấp huyện tập trung thực hiện rà soát, bổ sung hồ sơ điều tra cơ bản các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ trên địa bàn, tuyến đường phụ trách tuần tra. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023, các đơn vị đồng loạt ra quân thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp tổ chức thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, bao gồm xe đưa đón học sinh, công nhân, xe hợp đồng chở khách, xe buýt và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Chiều ngày 3 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác cảnh sát giao thông 6 tháng đầu năm 2023. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 4.814 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2.225 phương tiện với số tiền phạt trên 11 tỷ đồng, phạt cảnh cáo 79 trường hợp. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra 53 vụ, làm chết 29 người, làm bị thương 26 người. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông cần tiếp tục đoàn kết thống nhất, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đề xuất các phương án biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, công an các huyện, thị xã, thành phố nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới. Ngày 3 tháng 8, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Dương Minh Châu, công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm có tăng hơn so với năm 2022. Nhưng kết quả đạt được chưa cao, chưa đạt yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giao. Bên cạnh đó, công tác truyền thông tuy đã được tiến hành thường xuyên nhưng chưa thực sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Các xã nông thôn mới nâng cao, không giữ vững tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, vận động mạnh thường quân hỗ trợ tham gia thời gian ngắn. Tình trạng các đơn vị chậm đóng kéo dài vẫn còn diễn ra, thu chưa dứt điểm. Thưa quý vị, ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta đã có những đóng góp lớn vào những thành tựu của ngành trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nhất là đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao, đang đòi hỏi những giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong việc sản xuất lúa gạo, máy bay không người lái có thể thay thế người lao động trong nhiều công việc, từ gieo trồng cho đến bón phân, phun thuốc trừ sâu với hiệu suất cao gấp nhiều lần. Đầu tư cho một chiếc máy bay như thế này, doanh nghiệp mất vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí đầu tư không phải là vấn đề khiến doanh nghiệp đắn đo, mà chính là việc tìm kiếm nhân lực vận hành, phát triển và việc thay đổi tư duy manh mún của người nông dân. Với những quy trình công nghệ đòi hỏi hàm lượng nghiên cứu cao hơn để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhiều doanh nghiệp phải bắt tay cùng với các nhà khoa học thuộc các đơn vị nghiên cứu lớn. Trong quá trình này, nhiều doanh nghiệp phải bỏ rất nhiều công sức, thậm chí phải chấp nhận cả rủi ro. Với cái đặc thù của một nền sản xuất nhỏ, manh mún, cộng với cái tính chất phức tạp cả về đối tượng cây trồng, vật nuôi, phức tạp cả vào mùa vụ và phụ thuộc rất nhiều vào các cái điều kiện tự nhiên như là đất đai, khí hậu, thì yêu cầu cái sự chọn lọc cũng như là sự thay đổi, điều chỉnh của công nghệ để phù hợp với từng cái đặc thù như vậy là rất khó khăn. Thu hút đầu tư và ứng dụng công nghệ cao như thế nào cho hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp là vấn đề được đặt ra từ nhiều năm nay. Không ít lần, đây đã trở thành những chủ đề nóng tại nghị trường.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện có 290 doanh nghiệp đang ứng dụng công nghệ, 690 vùng sản xuất với 70% đạt tiêu chí vùng ứng dụng công nghệ cao và gần 2.000 hợp tác xã đã chuyển đổi công nghệ. Con số này theo đánh giá là còn rất khiêm tốn so với yêu cầu và sự phát triển của ngành nông nghiệp. Trên thế giới người ta cũng có rất nhiều cách tiếp cận về cao hay thấp. Theo tôi thì chúng ta tin tiếp có những đất nước người ta không dùng high-tech như chúng ta là công nghệ cao, mà là nền nông nghiệp công nghệ. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần chia ra nhiều cấp độ công nghệ để ứng dụng, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả đối với nền nông nghiệp còn lạc hậu và manh mún ở nước ta. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Bộ đang tích cực tìm kiếm các giải pháp công nghệ từ các viện, trường để nhanh chóng thúc đẩy ứng dụng và triển khai cho doanh nghiệp và bà con nông dân. Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt quy hoạch 36 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam, phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn đến Cà Mau. Khoảng cách bình quân giữa các trạm là 59 km, có 7 trạm đã khai thác, 2 trạm đang đầu tư, 27 trạm còn lại sẽ lựa chọn nhà đầu tư để triển khai. Trong đó 20 trạm được hoạch định diện tích 5 hectare mỗi bên, 7 trạm gần các đầu mối giao thông, các đô thị lớn với diện tích khoảng 3 hectare mỗi bên. Mỗi trạm dừng nghỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản như xăng dầu, sửa chữa nhỏ và dừng xe, có nhà nghỉ, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, tỷ lệ huy động thủy điện ghi nhận giảm mạnh từ 33,3% 7 tháng năm 2022 xuống còn 22,9% trong 7 tháng năm 2023. Do lượng nước về các hồ ở miền Bắc rất kém, chỉ đạt 30-60% trung bình nhiều năm, gần như chưa có lũ. Do vậy, tỷ lệ huy động nhiệt điện than phải tăng để bù đắp cho thủy điện từ 40,9 lên 49,8%. Trong 7 tháng năm nay, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện đạt 67,55 tỷ kW, chiếm 42% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống. EVN và các đơn vị đã khởi công 36 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 49 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV. Ủy ban bầu cử Singapore mới đây đã công bố một số biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo đó, ban tổ chức sẽ lập thêm nhiều điểm bỏ phiếu, phát hành dấu mới và mã QR code để các cử tri có thể dễ dàng kiểm tra và sử dụng khi tham gia bỏ phiếu. Theo Ủy ban bầu cử Singapore, trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ có 1.264 điểm bỏ phiếu, tăng 167 điểm so với cuộc tổng tuyển cử cách đây 3 năm. Với việc tăng số điểm bỏ phiếu, số lượng cử tri được phân bổ cho mỗi điểm sẽ giảm xuống mức bình quân là 2.150 người một điểm. Ngoài ra, mỗi điểm bỏ phiếu cũng sẽ có thêm quầy đăng ký và quầy phát phiếu để giảm thời gian chờ đợi của cử tri. Các cử tri có thể dùng bút, con dấu hoặc quét mã QR trong quá trình bỏ phiếu. Dự kiến sẽ có khoảng 36.000 nhân viên bầu cử được triển khai, tăng 20% so với trước. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin chính phủ nước này đã công bố 2 ngày, 2 tháng 8 và 3 tháng 8 là những ngày người dân được phép nghỉ ở nhà do nhiệt độ tăng cao bất thường. Theo đó, các cơ quan chính phủ, ngân hàng, trường học đóng cửa trong 2 ngày này. Người phát ngôn của chính phủ Iran khẳng định quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt do đợt nắng nóng bất thường tại nước này. Chính phủ yêu cầu những người lớn tuổi và người có bệnh nền ở trong nhà. Trong những ngày gần đây, các đô thị tại Iran ghi nhận mức nhiệt độ luôn ở quanh mức 40 độ C. Tại thành phố Avas ở miền Nam, nhiệt độ thậm chí còn vượt cả mức 51 độ C. Thủ đô Tehran đã ghi nhận nhiệt độ ở mức 38 độ C trong ngày 1 tháng 8 và dự báo sẽ quanh ngưỡng 39 độ C trong những ngày tới. Những ngày đầu tháng 8 này, ở thủ đô Mexico City của Mexico đang náo nhiệt với hội chợ bánh sandwich Tata thường niên lần thứ 18. Nhân sự kiện này, gần 100 đầu bếp đã cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu để nhào nặn chiếc bánh Tata mà họ kỳ vọng sẽ đạt kỷ lục dài nhất trong lịch sử hội chợ cũng như trên thế giới. Chiếc bánh kẹp Tata với nhiều loại thịt, rau và phô mát dài tới 75m phá kỷ lục của chiếc bánh làm năm ngoái là 74m. Khác với bánh sandwich, bánh Tata truyền thống của Mexico có kích thước lớn hơn và có thể được tạo thành từ nhiều loại sản phẩm. Trong thời gian diễn ra hội chợ, những người tham dự được nếm thử với nhiều đồ ăn khác nhau, từ những đồ ăn giặt khổng lồ tới những món ăn đa dạng tại hơn 70 quầy bánh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.